Đây sáng nay tôi gần Tết nghỉ Tết anh em rảnh cập nhật lại một số cây phôi đục vừng này, gốc này đục đẽo hơi bị nhiều. Đây là gốc này, sau này sẽ tạo thành cái ngã dáng phu thê. À, có một gốc bằng lăng nữa gần giống chỗ đấy. Đây này, đang trong quá trình tạo ghép từng vi, lộc đang lên, tuần nữa là đẹp lắm. Còn gốc sông khủng thì đang che đây, loại này phải che cho kỹ nhỉ. Gốc gạo này ăn xong Tết tôi cũng đục hết cái này nhỉ, nó bò sẹo rất ác này. Cái này ghép lên, ghép từ đây này anh em này. Ghép cái này chăm tốt, cái này ra hoa thôi, vành to lắm gốc này đấy, vành nó 2, 4, 6, 8 hơn 100, 130, 140 nhưng mà nó rất là lùn. Gốc bằng năng này cũng rất quái này. Mấy gốc sung thì qua năm tôi sẽ bắt đầu vào form tạo cho nó. Gốc sai quả đây này, con này quả nhiều lắm. Đây này, cái gốc tường vi này hôm nay nó bật lọc đẹp chưa anh em này. Lọc ngoài là chơi Tết được. Nhiều lắm mà chưa lên được hết. Đây mới được một phần mấy. Lúc này thì hôm nay quá đẹp. Còn trong cái đây mấy con này hôm nay bật lọc hết rồi.